các bạn đã quay trở lại với kênh Dandy Vlog. Và hôm nay chúng mình sẽ làm clip rán một chậu bánh rán siêu to khổng lồ. Đéo tin. Các bạn nhìn đây là những nguyên liệu của chúng mình đã chuẩn bị. Đây là bột. Bột này mình cho thêm gước nên là nhìn nó hồng hào. Đấy. Các bạn nhớ đảo bột thật kỹ và đều. Và đây là đỗ. Đỗ này thì mình sôi lên. Sôi lên thì và đảo với đường thì sẽ ra như thế này. À vừng. Đây mình sẽ nặn. Tấm máy đầu tiên. Cho đỗ nhân vào trong. Và đây là chiếc bánh đầu tiên mình đã nặn. Sau đây chúng mình sẽ tiếp tục nặn các chiếc còn lại. Rồi, mấy đứa vào đây. Sau này chỉ có làm chịu khó, cần bù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Cái loại không làm mà đòi có ăn, ăn cơm thì nó dễ, thì nó dễ, thì nó dễ, ăn cơm thì nó dễ. Chúng mình đã làm được một vài cái và cho vào chảo dầu và chúng mình chiên. Rồi, hẹn gặp lại các bạn sau một chút nữa. A few moments later. Các bạn ạ, vậy là những cái mẻ bánh rán đầu tiên của chúng mình đã ra lò. Đây các bạn có nhìn vào đây này. I know you.
nào chúng mình đã nặn được 100 tấm bánh rán. Nó chỉ bánh rán và sau đây chúng mình sẽ nặn hình. Mình còn một cục bột như thế này và mình sẽ nặn hình. Đầu tiên là chúng mình sẽ nặn hình YouTube. Vậy là tác phẩm nghệ thuật của mình đã thành công ạ. Đây là chữ Dandy. Chữ Dandy của mình. Các bạn thấy đẹp không ạ? Rất là đẹp. Vâng, và bây giờ mình sẽ dán nó. Chết 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 dài rồi nào. Con thử to lên, con thử to lên. Đợi một chút cho dài để các bạn ạ. Và các bạn ạ, chữ đây của mình đã nổi lên các bạn ạ. Bây mình cho tiếp chữ A. Ý. Chữ N thấy khó các bạn ạ. Chữ N đây là một cái thái cá, là cái co cho mình. Nhờ một tên viên ekip cầm cho mình. Để mình giúp cái chữ N này ra. Chữ N ok, mình nhắm rất là chuẩn. Chữ D tiếp. Và chữ Y. Ok, các bạn ơi, về nhà chữ N của mình đã ra được tất cả. Chữ N. Đấy các bạn, cái này có cứ được đi mình nhắm luôn. Chữ D này nhìn nhắm luôn ạ. May quá là không bị gì cả. Đấy, đây của mình. Chữ A của mình bắt đầu nổi đấy các bạn. Đây, bên cần cho các bạn xem. Chữ A của mình bắt đầu nổi, các chữ của mình bắt đầu nổi đây, đấy chữ A. Đấy chữ A các bạn ạ. Đấy.
tiếp tục chữ N. Rồi chữ N các bạn ơi. Đây chữ D và chữ Y bắt đầu nổi lên rồi. Đây tiếp vào các bạn, mình sẽ xếp chữ D trong chảo. Còn chữ D các bạn. Rồi các bạn ơi, mình sẽ xếp chữ D ở trong chảo. A B C D, cá bằng bơi trong chảo, ngồi lên lặn xuống, cá bằng chết nhai răng. A B C D, sao mà đau đớn thế? Cá bằng nuốt nhiều bọt, cho mỡ thêm vàng tươi. Các bạn ơi, và cuối cùng là logo YouTube và chữ Dandy của mình đã thành công. Đây là hai tác phẩm của mình. Các bạn thấy đẹp không ạ? Rồi. Sau đây là màn mà mình chờ đợi nhất, đó chính là thưởng thức. Vâng, mời các bạn ăn cùng mình nhá. Wow, rất ngon. Giòn các bạn ạ. Mình ăn thêm miếng nữa. Còn nhân vừa ngọt đổ ở bên ngoài rất là giòn và mềm nữa, mình ăn rất mềm rồi. Mình ăn xong. Vâng, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn nếu yêu thích thì hãy like và subscribe kênh của mình nhé, để kênh của mình ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào.